Xin chào chàng, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lato AZ. Và như anh em đã biết rồi thì nhà HP khá là nghèo nàn trong các dàn sản phẩm laptop gaming của mình trong thời gian gần đây. Loanh quanh thì sẽ chỉ có HP Victus ở phân khúc phổ thông, hoặc là lên phía bên trên một chút sẽ có HP Omen 16. Năm nay thì sẽ có thêm một cái phiên bản nữa là HP Omen 14. Nói chung là cũng sẽ không có nhiều sự đánh bật nào quá là ấn tượng so với cả những cái đối thủ khác. Nhưng mới đây thì mình đã thấy HP giới thiệu thêm một cái tên nữa với chúng ta, đó sẽ là HP Omen 17 2024. Khá là có tiềm năng để có thể bắt kịp được với những cái tên sừng sỏ khác như kiểu Legion hay là Helios. Vậy trong video ngày hôm nay, anh em hãy cùng mình đi tìm hiểu thêm về chiếc máy này để xem rằng nó có ngon hay không và liệu rằng nó có đáng mua hay không nhá. Và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lato AZ, mình là Khải. Và trước khi vào tới video thì nếu anh em quan tâm tới những cái sản phẩm laptop gaming, laptop Ultrabook với mức giá hấp dẫn nhất thì anh em nhớ truy cập vào đường link dưới phần mô tả video nhá. Đầu tiên thì mình sẽ muốn chia sẻ với anh em về thông số cấu hình cũng như là mức giá bán dành cho chiếc HP Omen 17 2024 này. Thì cái phiên bản ở đây chúng ta sẽ có được là Ryzen 7 8845HS này. Card đoạn rời sẽ là RTX 4070 120W, 30GB DDR5 và đương nhiên sẽ phải có khả năng nâng cấp về sau. Ổ cứng thì là 1TB rồi. Một cái màn hình sẽ là độ phân giải 2K, tần số quét 240Hz với mức giá là 1.900 euro và quy đổi ra cái tỷ giá ở Việt Nam hiện tại thì sẽ khoảng tầm là 51 triệu rưỡi. Đây thực sự là một cái mức giá nó không phải là quá dễ tiếp cận, và với những cái trang bị hiện tại của HP Omen 17 thì mình thấy rằng nó cũng sẽ tương đối là cao. Đó. Về phần ngoại hình thì sao? Chúng ta sẽ có một cái phần ngôn ngữ thiết kế khá là quen thuộc trên những cái dòng sản phẩm trước đó của Omen. Nó không quá hầm hố, to nàng và mọi chi tiết ở trên máy đều được làm khá là vừa phải. Phần gáy tản nhiệt cũng sẽ không bị thừa ra nhiều so với cả tổng thể thiết kế của HP Omen, mà nó sẽ tạo ra một cái sự gọn gàng nhất định mặc dù kích thước màn hình của chiếc máy lên tới tận là 17 inch. Phần khung máy sẽ được làm bằng nhựa mà thôi, vẫn còn một chút sự rung rinh nhẹ nếu mà anh em đặt tay lên phần bản lề. Về cái vấn đề bằng nhựa thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ không quá nghiêm trọng, bởi thực ra thì cũng sẽ có một vài những cái tên laptop ở phân khúc tầm cao vẫn sử dụng khung máy bằng nhựa. Quan trọng hơn hết phải là việc họ gia công như thế nào và họ làm có tốt không, có chỉnh chu hay không. Đó. Về số lượng cổng kết nối thì ở mức tạm chấp nhận được thôi, và cái mong chờ của mình rằng nó sẽ có nhiều hơn nữa bởi vì kích thước của màn hình của chiếc máy này cũng tương đối là lớn. Ở bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có là một cổng mạng LAN, một dây tai nghe 3.5. Phía bên cạnh phải sẽ có chỉ là một cổng A mà thôi, còn đằng sau sẽ là một cổng sạc này, thêm hai cổng A nữa, một cổng C và một cổng HDMI. Thì nếu là mình thì mình sẽ thích cho nó ví dụ có thêm một cổng kết nối nữa A hoặc C thì đều được. Nói chung là nó phải có số lượng là tầm tổng 5 cổng trở lên thì giúp cho cái việc anh em lưu trữ hoặc là anh em kết nối các thiết bị ngoại vi ấy, nó sẽ thoải mái hơn. Rồi, về phần nâng cấp của HP Omen 17, phần đằng sau chúng ta sẽ có là 2 GB RAM này, 2 GB SSD này, phần hai quả tản nhiệt cũng được làm tương đối là lớn. Và cái mức giá trên 50 triệu này thì theo như mình đánh giá là chưa có cái phần tản nhiệt buồng hơi hoặc là những cái công nghệ gì quá là nổi bật, vẫn sẽ chỉ là quạt và ống đồng thông thường mà thôi. Ở phần mặt C chúng ta sẽ có một kích thước bàn phím là full size, nhưng bởi vì được đặt ở chính giữa của cái phần mặt C như thế này cộng thêm việc là hai cái viền hai bên được làm khá là dày, với những kích thước của keycap mình thấy rằng vẫn còn khá là bé. Phần LED thì cũng sẽ chỉ có đơn sắc màu trắng thôi. Trackpad thì được làm rất là lớn và giúp cho anh em nếu mà sử dụng ở những cái điều kiện nó không có chuột hoặc là không mang theo chuột nó cũng sẽ tương đối thoải mái. Về phần màn hình vẫn là một cái vấn đề muôn thuở với kích thước 17 inch, đó là chúng ta sẽ chỉ được trang bị tỷ lệ 16:9. Nhưng cái thứ quan trọng hơn cả nó sẽ là những cái chỉ số liên quan tới phần màu sắc cũng như là về chất lượng hiển thị. Thì nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ trang bị ở đây là độ sáng 341 nit này, 95% sRGB, 66,2% DCV3, 68% Adobe RGB và Delta E sẽ là 1.74. Với bản thân mình thì một chiếc laptop gaming tầm giá trên 50 triệu như thế này rồi thì thực sự là nó vẫn chưa phải là quá xuất sắc, bởi vì là với những chiếc máy thậm chí là tầm 25-30 triệu thôi thì chúng ta đã có tới tận là 75-80% đến từ Adobe RGB hoặc là DCV3 rồi. Và tiếp theo sau đây sẽ là về phần hiệu năng cũng như là về cấu hình của chiếc HP Omen 17 2024. Thì như mình đã đề cập ở đầu video, chúng ta sẽ có là Ryzen 7 8845HS và một con RTX 4070 32GB. Thì đây là một cái bộ cấu hình đã được tinh chỉnh một chút về mặt điện năng rồi, nghĩa là bao gồm cả Ryzen 7 lẫn 4070 đều sẽ ăn một cái mức điện thấp hơn so với cả thông số tối đa của nhà sản xuất. Điều này thì sẽ nhằm đảm bảo cho một cái tiếng quạt nó ở mức dễ chịu hơn. Ở chế độ hiệu năng tối đa cũng sẽ chỉ phát ra tiếng ồn là 48dB thôi, tương đối là vừa phải. Nói chi tiết hơn về phần CPU thì con Ryzen 7 này trên HP Omen 17 nó đã được giảm điện đi so với cả những con i7 hoặc Ryzen 7 thông thường khác, vậy nên rằng nó sẽ cho ra một kết quả là kém nhất ở trong cái bài so sánh về hiệu năng với những cái đối thủ trong tầm giá như kiểu là TUF A17, Legion 5 hoặc là Helios Neo 16, thậm chí là sẽ chênh lệch lên tới là 20% với đối thủ đến từ nhà Acer.
Nhưng một điều khá thú vị đó là khi mà vào tới những bài benchmark thì HPOM 17 lại vận hành khá là tốt, khiến cho chiếc máy này sẽ có một cái kết quả thậm chí là vượt qua chính cái phiên bản tiền nhiệm, đó là HPOM của 2023 với i9 và 4080 hoặc là một số sản phẩm khác như kiểu Legion 5 hoặc Rockstar. Và cái sự khác biệt nó sẽ không còn quá xa so với những cái tên ở phía bên trên nữa. Với phần GPU, mặc dù ăn ít điện hơn là 20W so với những cái thông số tối đa là 140, nhưng mà HPOM 17 vẫn cho thấy một kết quả là nhỉnh hơn so với cả laptop A17, Helios Neo 16 hay là Alienware M16 cùng một mức cấu hình. Đây là một tín hiệu khá là tốt về phần tối ưu điện trên hiệu năng đến từ thương hiệu HP này. Tổng quát về khả năng chơi game thì nó sẽ không phải là quá xuất sắc, bởi vì là bên cạnh việc có một con GPU tốt, khả năng vận hành tốt thì CPU cũng sẽ đóng vai trò khá là nhiều. Trong khi đó, với Ryzen 7 của HPOM 17 sẽ là không phải quá mạnh với những cái đối thủ trong cùng bài test như thế này. Dẫu vậy thì khi mà anh em nhìn chi tiết vào những cái tựa game yêu cầu về phần GPU nhiều hơn đối với đồ vận tải 2K thì kết quả nó sẽ khá là ổn, bởi vì là chúng ta sẽ có một kết quả chỉ thua thiệt đáng kể so với chiếc Rockstar với 4080 mà thôi. Phần nhiệt độ trên HPOM cũng được xử lý không hề tệ một chút nào, khi mà nó sẽ chỉ đạt mức là trên 70 độ C ở cả CPU lẫn GPU. Khi mà anh em chơi với tựa game như kiểu là Cyberpunk 2077 với cái mức độ phân giải là 2K thì đây là một cái mức nhiệt khá là tốt cho một chiếc máy nhiệt HPOM. Thân hình nó khá là mỏng như thế này đó. Về phần pin, chúng ta sẽ có một cái phần điện đã được tinh chỉnh một chút, nên là cái thời lượng pin nó cũng sẽ được cải thiện hơn đáng kể. Với cái thời lượng tối đa sẽ là gần 10 tiếng nếu mà anh em chỉ lướt web với cái độ sáng là 150 nits. Thế nhiên là không ai để cái độ sáng thấp như vậy rồi. Nếu mà anh em để tầm 300 thì mình nghĩ rằng nó sẽ được khoảng tầm là 7 cho đến 8 tiếng nếu mà anh em chỉ làm những tác vụ cơ bản. Thì cũng là một thông số ấn tượng đấy nha. Và đó là toàn bộ những cái thông tin mà mình đã thu thập được trên chiếc HPOM 17 phiên bản của năm 2024 này. Một chiếc máy theo như mình đánh giá thì nó sẽ có sự đồng đều ở nhiều yếu tố khác nhau, không có nổi bật ở bất kỳ một cái điểm nào. Về phần mức giá thì cũng sẽ phải cạnh tranh khá là đáng kể với những cái đối thủ trong cùng phân khúc của những chiếc laptop gaming cận cao cấp như thế này. Nhưng để mình lựa chọn ra được một cái tên trong tầm giá 50 triệu thì có lẽ rằng mình sẽ không lựa chọn HPOM mà sẽ rẽ sang với sản phẩm kiểu dạng như là Legion Pro, Predator Helios hoặc là ROG thì nó sẽ là ok và hợp lý hơn ha. Rồi, còn anh em thấy sao với chiếc máy này và liệu rằng có lựa chọn nó cho cái phân khúc 50 triệu hay không thì nhớ comment thêm ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em vì đã xem tới tận đây. Hãy nhớ like, share và cả subscribe kênh YouTube của Lotto AZ nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Khải. Chuuu.